Rồi, xin chào mọi người. Inox Kim Phú xin chào mọi người. Chuyên giá sỉ, giao hàng sỉ khắp mọi nơi. Hàng đi Campuchia, đi Lào, vân vân, một số nước Đông Nam Á là những mối lớn. Đây là cái gì mọi người biết không? Đây là phễn. Phễn đã được chặt ở một cái nơi gia công phễn cho mình, thì cũng là xưởng của mình thôi, kế bên. Rồi chặt xong rồi đóng gói về bên mình, đủ tất cả các loại muỗng rồi, tất cả các loại muỗng. Mọi người thấy phễn thấy ghê hồn không? Chắc tự giác lên nè. Một bao như vậy là 60 mấy 70 kg mọi người. Một bao nhỏ này thôi nè, đỡ không nổi đâu. 60 mấy 70 kg á. Cũng là xưởng mình làm ra. Đó, đủ tất cả các loại phễn mọi người. Mình thấy một đống phễn, cái nóng lạnh chưa, rất lớn. Đó, quay sơ qua cho mọi người coi nè, thấy không? Thấy phễn không? Phễn nằm lóc ngóc ở dưới nền xưởng, thấy không? Đó, bao này nó chồng lên bao kia, rất nhiều, mấy chục bao luôn. Bởi vì cái lưu lượng muỗng mình cung cấp cho thị trường rất lớn nha mọi người. Còn là giá sỉ không à. Đó, mọi người thấy phễn nằm khủng hoảng chưa? Bao này trồng lên bao kia ha. Phễn do xưởng mình sản xuất. Có một cái khu vực chất phễn riêng. Đây được gọi là cái phễn, tại vì nó chưa thành cái muỗng. Vuông, bầu, xúc, chanh nhọn đó. 08 muỗng, muỗng mè, hay gọi là muỗng vịt lộn, muỗng đá chanh. Canh vuông, canh bầu. Canh vuông, canh bầu, đá chanh 08. Nằm lũ khủ lĩnh ngễn, mấy chục bao lần đó thôi nha. Một bao như vậy là tầm khoảng 60 mấy 70 kg. Ngoài ra nó còn nằm ở đây nữa mọi người, thấy không? Đó, nằm ở đây nữa. Rồi còn nằm ở bên này nữa mọi người, thấy không? Đó, biển. Đó, đây là biển đá chanh đó mọi người. Đây là vùi phễn canh bầu. Canh có đuôi hết chuồn đó mọi người. Đó, Đây là huyện Canh Vuông nè mọi người. Đó, từ dưới đất lên nè. Đó mọi người thấy không? Đây là một khu nữa. Chắc huyện nè. Huyện cỡ vậy đó mọi người, để cung cấp cho thị trường. Đó. Đây là huyện Canh Vuông nè. Cái đuôi nó không có con ếch chuồng giống như cái nãy nè mọi người. Đây khu vực biển Ngỗng Canh Vuông. Rồi nó qua cái nó vuốt hành hình nè mọi người. Đây nè mọi người. Mọi người thấy kỹ không? Inox Kim Phú rồi nè, không? Inox Kim Phú. Đây Canh Vuông rồi. Đây là đã được vuốt lên rồi. Inox Kim Phú mọi người thấy rõ không? Nó được sẽ được cất vô khay như vậy. Nào, qua đây nó sẽ vuốt lên thành này mọi người. Đây là điểm của cơ sở Kim Phú mà. Đây khu vực Ngỗng Canh Vuông thôi.